Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Silverest. Mình sẽ ăn chia tổng pool là 50.000 đô token có hiệu là SVD nè các bạn. Thì trong dự án này sẽ có random trong ngày winner may mắn nha bạn. Mỗi một winner sẽ nhận được 50 đô. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình phong bạn. Sau đó bạn mở địa chỉ với chocolate cho các bạn ra nè. Các bạn copy địa chỉ bên BSM trên bet20 trên chocolate mình nha các bạn. Sau đó các bạn bắt vào. Rồi các bạn bấm vào Enter Replay nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Lâu gì? Môn sườn hoa mây nở. Rồi sau đó các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Không win về nè H9. Rồi sau đó các bạn join kênh Telegram channel của nó nha các bạn. Monjun. Khi vào các bạn nhớ bấm vào một link nha các bạn. Để bạn lướt chat, ok mình đã lướt chat xong rồi các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. Máy mình có tờ nặng máy các bạn. Bạn match vô đây. Rồi các bạn qua mình sẽ xong channel nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn từ Witbot nè. Copy click như từ Wit. Thì các bạn rồi các bạn vào đây các bạn nhấp vào cho bạn chia việc đăng kết ngay là rồi các bạn. Bấm đăng kết. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Mình đã tới quýt rồi chưa ta? Rồi bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nha bạn. Nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tới quýt nè. Rồi các bạn sao chép liên kết click cho bot. Sorry các bạn dán nhầm phông chứ. Rồi các bạn bấm vào ai từ quýt. Rồi sau đó các bạn visit qua website của nó trong vòng một chút nha các bạn. Token này con này đã tổng cung tới có một cách khá là cao nha các bạn. Token bán phi sale tổng cung tới có 100 triệu nè. Bán phi sale 20 triệu nữa các bạn. Rồi một BB, một BB bạn có 5.000 token. Rồi sau đó bạn xem qua một chút rồi bạn. Rồi sau khi một giờ các bạn quay lại các bạn nhấp vào continue nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn dán phi sub đến đếm kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.